Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình iGroup từ Boca Chan nha các bạn. Thì chương trình iGroup này nó có tổng cộng là 8 triệu token dành cho iGroup nè bạn. Mỗi người tham gia chương trình iGroup này sẽ nhận được 120 triệu token Boca là khoảng 54 đô bạn. Token này nó sẽ list sàn Pancake Swap vào ngày vào ngày 15 tháng 5 ha các bạn. Thì con này chạy tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Dự án này khá là ngon. Ở đây tham gia giá hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình mở cái link form các bạn. Nếu mà sau khi các bạn mở link form không có thấy gì hơn, bạn nhấp vào ba chữ admin cùng các bạn. Bạn bấm vào iDrop thì nó hiện ra một cái giao diện như thế này nè. Thì dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của mình nha các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. 1133. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Twitter của mình nha các bạn. MMO của bạn. Còn quên chứ Twitter kia nó bị em nha các bạn. Đây này là tháng 9 nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ danh với chocolate của mình. Rồi các bạn tìm địa chỉ Smart Chain các bạn. Các bạn sẽ chép địa chỉ dưới mình nè. Giá BNB bài khá là cao các bạn. Bạn dán vào đây nha các bạn. Cái này khá là ngon các bạn. Rồi các bạn bấm vào zone này rớp nha các bạn. Sau khi join iDrop xong thì các bạn nhiệm vụ của tất cả các bạn phải làm nhiệm vụ nha các bạn. Đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group đó nè. Các bạn join vào nha các bạn. Rồi ở trên Telegram group của bạn join vào nha các bạn. Đây thì có con chat của nó các bạn á, con chat nó vào đây các bạn. Tiếp tục thì các bạn join kênh Zalo nữa các bạn để mà nhận được 30 token nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join kênh Zalo nha các bạn. Sorry tất cả các bạn này, nãy cái máy của mình vì mình đã cắt màn hình mà mình quên mình lấy thông tin nhưng mà mình quên ấy các bạn. Quên cắt. Rồi các bạn join vào các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Tiếp tục trên tờ Twitter các bạn follow nữa các bạn. Các bạn bấm nhà follow tờ Twitter nữa. Nãy mình định qua bên Zalo mình lấy 5 người bạn mình đã theo dõi các bạn. Còn trên tờ Twitter đang theo dõi nè. Rồi các bạn mới đập lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn review Spinbot nè các bạn. Bạn nhấp vào review nè. Này khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi thì các bạn việc like iDrop nó nè các bạn. Các bạn dịch dạng như từ quýt nữa các bạn. Nhảy ra tàu lao không bao tờ. Các bạn dịch dạng như từ quýt nè. Các bạn đang 5 người bạn của mình vào mà. Hoặc bằng quýt cũng được nữa. Rồi bạn test lại nè. Rồi các bạn mới đếp nha các bạn. Và mở lên này rất lại.
Rồi tiếp tục các bạn bấm vào refer mà lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được 40 tốc cần nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tốc cần vodka đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.